Tập 2. Hai người này bất cứ lúc nào cũng có thể là sẽ uy hiếp đến vị trí của con. Theo mẹ nghĩ, Hoàng Thái Phi còn nguy hiểm hơn cả con tiện nhân Thu Lâm đó nữa cơ. Nơi mà Thu Lâm dựa vào cũng chỉ là đứa bé trong bụng của cô ta. Đứa bé không còn nữa, chỗ dựa của cô ta cũng không còn nữa. Nhưng Hoàng Thái Phi lại có một trái tim của Bạch Càn Sên rồi. Nếu như trong trái tim của người đàn ông có người phụ nữ nào, thì việc gì anh ta cũng có thể làm được ra nó. Cả đời không gả, nói thì hay, nhưng sao mẹ lại không nhìn thấy cô ta? Cắt tóc mà đi làm ni cô đi cơ chứ. Lại còn ngồi suy nghĩ, tính toán, làm sao để mà tiếp cận với Bạch gia. Rốt cuộc là cô ta có ý gì cơ chứ? Nếu như chỉ cần để cô ta vào trong nhà được rồi, đó đúng là hậu quả khôn lường. Kể cả là để cô ta vào trong nhà được rồi, thì làm sao cơ chứ? Cũng chỉ là một đứa trẻ quản gia, cô ta lấy cái gì ra mà so bì với Mã Phúc Phương con đây? Nếu như con tự tin như vậy, vậy làm sao con còn phải chạy đến đây từ sáng sớm để nói với mẹ chuyện này cơ chứ? Phúc Phương à, số mệnh đàn bà chúng ta vốn dĩ đã khổ rồi. Chỉ cần gả ra ngoài là đã không còn đường lui. Sẽ không thể tùy tiện bày tỏ tình cảm của bản thân, nhất định phải làm theo phép tắc. Kể cả là có lúc phải chịu tủi thân hơn nữa, thì vẫn phải tiếp tục nhẫn nại, có hiểu không? Con phải quen với sự thật rằng chồng mình không phải là của một mình con, như vậy thì mới sống được một cách thoải mái. Cha của con liên tục cưới về nhiều phòng vợ lẽ như thế, người nào cũng trẻ trung xinh đẹp, như mẹ vẫn là Mã Thái Thái duy nhất. Mỗi người bọn họ đều không có cách nào cướp đi danh phận của mẹ, nhưng cũng chính là vì mẹ hiểu chuyện, biết điều hơn bọn họ, mẹ biết nhẫn nhịn hơn bọn họ. Tam thất thượng hạng đây! Mọi người nhìn mà xem đi, tam thất thượng hạng đây. Đúng rồi, đây là tam thất thượng hạng, còn rẻ hơn một nửa so với trong tiệm nữa đó. Mọi người xem đi, mua một củ đi nào. Cầm lấy, ngài xem đi, nào. Tiểu thư, mua một gói tam thất không? Mau đến mà xem. Tiểu thư, mua một chút tam thất về cho người nhà bồi bổ sức khỏe đi. Anh nói là thứ này là tam thất thượng hạng hả? Đúng đó. Không mua thì trả đây cho tôi đi. Mọi người đừng có bị lừa nha. Những thứ này căn bản không phải là tam thất. Những người này đang bán thuốc giả đó. Lừa người à? Đúng đó, không phải chứ. Cô nương, cô đừng có ở đó mà nói năng tầm bậy nha. Tam thất ở đây của chúng tôi là tam thất thượng hạng. Mọi người đừng có nghe cô ta nói linh tinh. Tiểu thư, thôi bỏ đi, chúng ta đi thôi. Thứ này là Nga trượt, cũng được gọi là sơn khương hoàng hoặc là lục khương. Tuy là nhìn có vẻ rất giống tam thất, nhưng mà căn bản không có đầu sư tử. Kể cả là có cũng là giả. Mọi người nhìn kỹ mà xem đi. Ở chỗ này rõ ràng là vết dao do con người khắc vào. Tuy rằng nhìn từ bên ngoài mà nói tam thất và Nga trượt rất khó phân biệt, nhưng lại có thể phân biệt từ khí vị và mùi vị. So với tam thất là vị thuốc gần như là không có khí vị, thì Nga trượt khi có ngửi có một vị cay cay, mùi vị mà nói thì có chút đắng và cay, căn bản không có vị ngọt thoang thoảng của tam thất. Cô nương, Nga trượt mà cô nói cũng là một loại thuốc sao? Nga trượt tuy cũng là một loại thuốc, nhưng mà công hiệu của nó lại là chích máu, loại bỏ dồn ép. Còn công hiệu của tam thất lại là cầm máu, bổ máu, cho nên mới nói là công hiệu của Nga trượt và tam thất là hoàn toàn tương phản. Mọi người thử nghĩ mà xem, nếu như một bệnh nhân cần phải được cầm máu, lại dùng loại thuốc Nga trượt có tác dụng chích máu này, thì hậu quả sẽ là như thế nào? Nói không chừng đến cả tính mạng cũng không còn nữa, đây không phải là hại người sao? Đúng vậy. Bồi thường tiền đi. Đại ca, ở đây đông người quá, chúng ta không có lợi đâu. Đi nào. Cô chỏ mũi đến chuyện của người khác thì cứ cẩn thận đấy cho tôi. Tôi đi ngay đứng thẳng, tôi sợ cái gì chứ? Lại nói các anh đủ tay đủ chân, lại không làm ăn buôn bán đàng hoàng, lại đi dở những thủ đoạn hại người này. Đúng thế. Theo tôi thấy thì người phải cẩn thận là các anh đó. Hay. Cô chờ đó, cứ chờ mà xem. Không có liên quan gì đến chúng ta. Đi nào. Đi thôi. Chúng ta tập trung đông như thế này không có lợi cho mọi người đâu. Nào, hãy giải tán đi nha. Hay quá. Tiểu thư, lúc nãy đúng thật là em sợ chết mất. Ánh mắt mà hai người đó nhìn tiểu thư giống như là muốn ăn tươi nuốt sống tiểu thư vậy.
Theo em thì bọn họ rất là hận tiểu thư đó. Bọn họ sẽ không làm gì hại đến tiểu thư chứ. Xong rồi nếu như bọn họ muốn trả thù tiểu thư, làm hại tiểu thư thì thế phải làm sao đây? Từ nhỏ ta đã quen với các vị thuốc, biết rõ những vị thuốc này là dùng để cứu người. Nếu như ta là vì lo sợ hậu quả mà coi như không thấy việc những người bán thuốc giả hại người này, vậy thì công sức trồng thuốc học thuốc của ta nhiều năm qua còn có ý nghĩa gì cơ chứ? Không nói gì người khác, kể cả đến bản thân cũng không coi ta ra gì nữa. Tiểu thư à, chị quả nhiên là con gái của lão gia mà, đều giống như nhau, cứ thẳng thắn như thế. Ta biết ý của em là muốn nói, ý em muốn nói là hai cha con của chúng ta đều là bị chết não, không biết ứng biến linh hoạt, có đúng không? Em không nói như thế mà, kể cả là không biết ứng biến linh hoạt thì đã làm sao cơ chứ? Giống như cha ta đã dạy ta đó, làm người ý à, nhất định là phải đi đứng chỉnh tề, làm việc ngay thẳng, phải coi trọng nguyên tắc. Nếu như vậy thì mới có thể không có lỗi với lương tâm. Còn về hậu quả, làm sao mà phải vì những việc chưa xảy ra cảm thấy ưu phiền cơ chứ? Đi bổn tiểu thư hôm nay thấy vui ở trong lòng, ta mua tặng cho em phấn má hồng, qua bên đó xem sao. Nhị gia đến rồi, Minh Nguyệt. Cha, con nhớ cha quá à. Cha cũng rất nhớ Minh Nguyệt đó. Nhị gia, con ở nhà có ngoan không hả? Ngoan ạ. Cha vừa từ cửa hàng thuốc về, người đầu tiên phải đến thăm là Minh Nguyệt đó. Nào, xem cha mang quà gì đến cho con đây. Để cha tìm cho con xem nha. Ở đâu ấy nhỉ? Ở đâu chứ? Ở đây. À, ở đây. Con có thích không? Con thích ạ. Nào, để cha đeo cho con. Vâng. Cảm ơn cha. Để cha thơm con một cái nha. Được rồi Minh Nguyệt. Cha của con đã mệt cả một ngày nay rồi, đừng làm cha mệt thêm nữa nha. Không mệt đâu. Nhị gia, chàng chỉ có biết chiều chuộng con thôi. Minh Nguyệt của chúng ta ngoan như vậy, lại còn nghe lời như thế, không cưng chiều con thì là cưng ai đây? Có phải không hả Minh Nguyệt? Được rồi, đưa tiểu thư đi ra ngoài đi. Vâng ạ. Tiểu thư đi thôi. Nhị gia, trà an thần này. Trà an thần à? Là loại trà mà Thái Phi bài chế ra đó. Sao vậy? Nàng ở đây cũng có à? Không chỉ là thiếp có, mấy chị em đều có cả. Chàng cũng biết mà, Thái Phi là một người cẩn thận. Tuy rằng lão Thái Thái không thích chị ấy cho lắm, nhưng mấy chị em bọn thiếp vẫn đều thích chị ấy. Nhị gia, cũng không còn sớm nữa, hay là nhị gia hãy ở lại ăn cơm tối nha. Mai Hương đã chuẩn bị xong hết rồi. Được mà. Mợ hai, Xuân Hiếu có việc gì vậy? Lúc nãy Sảo Tâm có qua đây nói là sức khỏe của mợ ba không tốt cho lắm, mời nhị gia qua bên đó. Nhị gia, hiện tại Thu Lâm không giống như lúc bình thường, em ấy mang thai, hay là nhị gia hãy qua bên đó xem sao nha. Ngày mai ta sẽ lại đến thăm nàng. Bà mợ hai này rõ ràng là cố ý mà. Từ sau khi bà ta có thai 3 ngày thì 2 ngày nhị gia đều đi đến chỗ bà ta rồi, nhưng mà bà ta vẫn không thấy đủ. Hôm nay đáng lẽ là ngày nhị gia đến đây, bà ta còn mặc giày mà đến đây gọi người. Trách sao bà ta bị ngã mà động thai. Xuân Hiếu, quả từ miệng em mà ra không biết à. Xuân Hiếu lỡ lời, xin mợ hai trách phạt. Thôi đi thôi đi, sau này nói chuyện làm việc gì thì cũng phải cẩn thận hơn nữa đó. Nhất định là không được để giống như là con Thu Lâm đó. Nói chuyện làm việc đều không có động não, đến lúc chết rồi thì cũng không biết phải làm sao mà chết nữa. Chính là ở đây. Hóa ra là người của Bạch gia. Chúng ta đều đến đó ngồi một chút đi nào.
Tiểu thư không dễ dàng gì những bông hoa này lại mới nở. Chị ngắt chúng đi làm gì cơ chứ? Em quên lần vài ngày nữa sẽ là ngày giỗ của Càn Phong sao? Ta muốn mang theo những bông hoa này đến thăm Càn Phong. Ta muốn mang những bông hoa tam thất này đặt trên đầu mộ của chàng ấy để chàng ấy ngắm thật kỹ. Chàng ấy nhất định sẽ vui lắm đó. Người đáng ghét nhất là lão thái thái đó. Những năm qua mỗi lần đến đây giỗ của đại gia, bà ấy đều không để cho tiểu thư đến tham gia. Hại cho chị chỉ dám chờ đến lúc bọn họ đi rồi thì mới có thể lén lút vào thăm mộ con nhỏ này. Gan càng ngày càng to đó. Đến cả lão thái thái cũng dám nói. Sau này không cho phép em như vậy nữa nó. Ta không thích đâu. Hơn nữa nếu mà để người khác nghe thấy thì em sẽ khổ đó. Được rồi vậy thì em sẽ không nói linh tinh nữa. Tiểu thư đừng có tức giận. Chúng ta quay về thôi. Em mau đi làm đi. Mỗi năm đến ngày giỗ của đại gia, tiểu thư Thái Vi đều đến để thắp hương cho đại gia đó. Không bằng ngày giỗ của đại gia lại sắp đến rồi. Đúng vậy. Thật ra lão thái thái không đồng ý cho tiểu thư đi. Tiểu thư Thái Vi mỗi lần đi đều là thừa lúc lão thái thái không chú ý đến mà lén lút đến đó. Bởi vì sợ kinh động lão thái thái. Đến người ở cũng đem theo có vài người thôi. Đưa theo có vài người. Chỗ rừng thiên đuối độc đó rất là nguy hiểm mà. Cô ấy cũng không sợ sao? Có sợ hay không thì mẹ không biết. Những năm nay không xảy ra chuyện gì cả. Tiểu thư Thái Vi cũng thật là may mắn mà. Con không nói chuyện phím với mẹ nữa. Con còn phải quay về để hầu hạ thái thái đây. Số tiền này mẹ cứ uống cốc trà đi. Thế thì thật là ngại quá. Mẹ hãy cẩn thận đi. Cảm ơn con. Đi đi nào. Đi. Việc đó chắc chắn là đã thu xếp ổn thỏa rồi. Thái thái yên tâm, bọn họ đã biết rằng Thái Vi cô nương hôm nay sẽ đi cúng bái đại gia một mình. Lão thái thái đừng có quá đau buồn nữa, cẩn thận sức khỏe. Càn Phong, Thái Phi đến thăm chàng rồi đây. Mẹ, bước từ từ. Mày Hương, sao vẫn chưa mau lên xe đi? Bây giờ cũng không còn sớm nữa rồi. Xuất phát. Thoáng một cái, hoa tâm thất lại nở rồi. Rất đẹp. Thiếp biết rằng chàng rất muốn xem, nên đã mang một ít đến cho chàng. Chỉ chớp mắt là 5 năm đã trôi qua rồi. Chàng có biết không hả? Tối qua thiếp đã mơ một giấc mơ. Chàng quay về bình an vô sự bên cạnh thiếp mà nói, chàng chưa chết, tất cả đều là nhầm lẫn. Thật ra là có một việc chưa giải quyết xong.
Cho nên mới chưa quay về được. Sau đó ấy à, chúng ta sẽ bái đường thành thân. Thiếp mặc một bộ đồ cưới màu đỏ tươi cùng chàng bái thiên địa. Chàng mở tấm khăn che đầu của thiếp. Xung quanh đều là tiếng chúc phúc. Thiếp hạnh phúc lắm. Thiếp cứ cười mãi, cười mãi. Sau đó thì cứ cười cho đến lúc bước ra khỏi giấc mơ mà tỉnh dậy đó. Sau khi tỉnh dậy phát hiện không có gì cả. Không có chữ hỷ đỏ, không có nến đỏ, cũng không có cái áo cưới đỏ. Xung quanh tối đen như mực, không một chút âm thanh gì. Lúc đó Càn Phong ơi, tim của thiếp rất đau, rất đau. Thiếp rất đau đớn. Một mình thiếp trên giường cứ khóc mãi rồi khóc mãi. Nhưng thiếp biết, không cần biết thiếp có khóc than như thế nào đi chăng nữa thì chàng cũng không quay về nữa rồi. Tiểu thư, chị đừng khóc nữa đi mà. Em còn nhớ Càn Phong thiếu gia từng nói, ngày ấy thích nhất là lúc chị cười đó. Nếu như ngày ấy biết chị cứ đau buồn như thế này, ở dưới cửu tuyền cũng không nhắm mắt được đâu. Em nói đúng, Càn Phong không thích chị khóc, chàng ấy thích ta cười. Xuân Hiểu, Xuân Hiểu, Xuân Hiểu, mau đi đi. Nhị gia, Nhị gia, Nhị gia, sao vậy? Ngày mau đến xem mợ hai sao rồi? Bụng mợ ấy bỗng nhiên lại đau quằn quại. Bắt đầu từ lúc nào đau một lúc rồi. Mợ ấy sợ làm trễ hành trình của mọi người cho nên cứ không nói. Ngày đến xem. Ngày đến xem. Kẻ nào đi mà không nhìn đường thế. Chị à, em xin lỗi, em xin lỗi. Em không phải cố ý mà, chị không sao chứ? Em gấp gáp quá, em xin lỗi. Em xin lỗi chị, không sao chứ? Tay của chị không sao chứ? Mày Hương, Nhị gia, thiếp không sao. Thiếp gọi chàng qua đây là muốn nói với chàng, mau đi cứu Thái Vi. Thiếp sợ là cô ấy gặp nguy hiểm. Cô nương thật là đa tình đó, không nhìn ra được đó. Tiểu thư, hình như là hai người bán thuốc giả ngày trước đó. Em đã nói rồi mà, đừng có dây vào chuyện của người khác. Bây giờ bọn họ chắc chắn là muốn đến để báo thù đó. Cô nương có nhãn lực tốt đó. Trước đây ta nói cái gì nhỉ? Ta nhất định sẽ đến. Ngươi định làm cái gì chứ? Không được giỡn trò. Các người muốn cái gì? Đương nhiên là đến tìm cô để báo thù rồi. Đại ca, theo đệ thì hai cô nương này cũng rất là xinh đẹp đó. Không bằng là chúng ta trói bọn họ vào, bán vào lầu xanh, nhất định sẽ bán được giá tốt đó. Vừa đúng có thể bồi đắp lại tổn thất của ta. Các người dám? Đội bảo vệ của chúng ta đang ở gần đây, chỉ cần là ta hô lên một tiếng thì bọn họ sẽ xông ra. Đến lúc đó thì các người không giải thoát được đâu. Ta khuyên các người hãy mau mau đi đi. Chúng ta đều biết cả rồi. Coi như là chúng ta là lũ ngốc sao? Cô không dám để cho Bạch Lão Thái biết được. Cô hô đi, hô đi, để ta xem ai đến cứu cô. Tiểu thư mau chạy đi, tránh ra. Đại ca nào, em gái à, chơi với đại ca một chút đi nào. Em gái cũng thật là mạnh bạo đó, cũng rất là xinh đẹp đó. Tránh ra.
Trước đây thiếp nhìn thấy có hai người ở cạnh xưởng dược cứ lén lút thăm dò về chuyện của cô nương Thái Vi. Lúc đó thiếp cảm thấy rất lạ, thiếp cũng không nghĩ thế. Nhưng lúc này thì thiếp ở trên núi hình như là nhìn thấy bóng dáng của hai người đó. Bỗng nhiên thiếp nhớ lại, hai người đó chính là hai người mà thiếp đã nói với nhị gia đó, hai người bán thuốc giả đã bị Thái Vi cô nương vạch mặt trước đám đông đó. Bọn họ nhất định là đã nghe ngóng ra được chuyện cô nương Thái Vi sẽ đến cúng bái đại gia sau chúng ta. Nói không chừng thì bọn chúng sẽ nhân cơ hội này làm hại cô nương Thái Vi đó. Nhị gia chẳng hãy mau đi cứu đi. Chạy đi, cô chạy đi, chạy đi. Dùng gậy đánh ta hả? Đánh ta hả? Có bản lĩnh thì đánh ta đi. Đại ca, đại ca, mau bắt nó lại, bắt nó lại. Bắt cô ta lại. Tránh ra. Tiểu thư, bắt cô ta lại, bắt cô ta lại. Tránh ra. Thả ta xuống. Thả ta xuống. Thế nào? Mũi không sao chứ? Không sao. Qua bên này đi, tên kia. Dám ức hiếp người của ta hả? Người không muốn sống nữa rồi. Hóa ra là Bạch Nhị thiếu gia, nhà Bạch gia. Thật kính, thật kính rồi. Các huynh đệ, mọi người nói xem, nếu bắt Bạch Nhị thiếu gia, nhà Bạch gia lại thì chúng ta có thể có được bao nhiêu lượng bạc? Thế thì nhất định là có thể cho chúng ta có thể sống sung sướng cả một đời đó. Thái Vi, dịch ra cái con đàn bà thối tha này. Thái Vi, tiểu thư, Thái Vi, tiểu thư, nhị gia. Người nói cái gì? Nhị gia xảy ra chuyện rồi à? Nhị gia khỏe mạnh như vậy sao lại xảy ra chuyện rồi cơ chứ? Tình hình cụ thể việc này thì tiểu nhân cũng không rõ cho lắm. Chúng tôi đi theo nhị gia quay trở lại trước mộ của đại gia. Chúng tôi vừa đến đó thì đã nhìn thấy cô nương Thái Vi đang bị mấy tên thổ phỉ ức hiếp. Trong khi tranh cướp, nhị gia vừa muốn cứu cô nương Thái Vi nên bọn họ đã cùng nhau rơi xuống vực thẳm. Nhị gia, ngậm miệng lại đi. Nhị gia, nhị gia còn chưa chết mà con khóc cái gì cơ chứ? Ngồi xuống đi. Quản gia, mau mau phái người nhất định phải cứu nhị gia bình an vô sự trở về cho ta. Dần, lão Thái Vi đừng có nóng vội. Bây giờ tôi sẽ đi đưa nhị gia bình an trở về cho người. Đi mau đi. Dần dần, đi mau đi mau. Thái Vi, nhất định là cô ta. Nhất định lại là cô ta. Cô ta nhất định là muốn làm cho ta không có con trai để chăm sóc, lo ma cha cho ta đến ngày lâm chung thì cô ta mới cam tâm, có đúng không? Thái Vi, Thái Vi, Thái Vi, Thái Vi. Thái Vi, mùi có bị thương ở đâu không? Mùi yên tâm đi. Chờ ta quay về rồi, ta nhất định sẽ tìm được lũ người đó. Kẻ nào dám làm hại mùi thì ta nhất định sẽ không tha cho kẻ đó đâu. Quynh cũng thật là, nơi nguy hiểm như thế này mà Quynh cũng dám lao đến. Quynh không muốn sống hả? Lúc đó ta làm gì nghĩ được nhiều như thế cơ chứ. Nhìn thấy mũi rơi xuống thì ta cũng tự nhiên mà lao đến thôi. Thật là ngốc đó. Đây là ở đâu vậy? Ta cũng không biết nữa. Chúng ta tìm một chỗ đốt một đống lửa để sưởi ấm cơ thể đi. Ta tin rằng người ở trong nhà nhất định sẽ phái người đến đón chúng ta thôi. Được rồi, nào để ta cõng mũi. Không cần đâu, không cần. Mũi tự lo được rồi mà. Nào. Nhị gia, nhị gia, nhị gia, cô nương Thái Vi, nhị gia, cô nương Thái Vi. Mẹ Càn Sên là người A Hoàng theo ta từ nhỏ khi được gả đến nhà này. Lúc nó 6 tuổi thì mẹ nó đã qua đời rồi. Từ đó trở đi, Càn Sên lớn lên bên cạnh ta. Thằng bé từ nhỏ đã ngoan ngoãn hiểu chuyện, cũng biết nhún nhường đại ca của nó. Ta cũng coi nó như là con đẻ của mình vậy. Bây giờ Càn Phong đã chết rồi, ta chỉ còn lại một đứa con trai là Càn Sên thôi. Lỡ mà nó có điều gì bất trắc, Vậy thì Bạch gia không phải là chỉ còn lại một đám đàn bà của chúng ta nữa thôi hay sao?
Gia nghiệp lớn như thế này, ai gánh vác được cơ chứ? Lão thái thái, người hãy bớt buồn phiền. Chúng ta không phải là đã phái nhiều người như thế ra ngoài để tìm Nhị gia hay sao? Nhất định sẽ có người đưa Nhị gia bình an vô sự trở về. Nhị gia, mợ bà Nhị gia, chàng sẽ không sao chứ? Con của chúng ta vẫn còn chưa ra đời mà. Nếu như chàng có chuyện gì thì hai mẹ con thiếp phải làm sao đây? Mợ ba, nhưng mà nếu mà chị sinh ra đứa con trai này, đứa trẻ này sẽ gọi giọt máu duy nhất để nối dõi tông đường nhà Bạch gia mà. Vừa ra đời đã được thừa hưởng tất cả gia sản nhà Bạch gia đó. Đến lúc đó thì Bạch gia này do một tay chị cai quản. Nhưng ta không muốn tuổi trẻ như thế này đã trở thành quả phụ rồi. Cầu xin lão thiên gia hãy phù hộ cho Nhị gia và Thái Vi bình an trở về. Nếu như Nhị gia bình an trở về, Quế Cầm nguyện giảm đi 10 năm tuổi thọ. Điều trách ta là ta đã hại Nhị gia. Nếu như ta không làm như vậy thì Nhị gia sẽ không xảy ra chuyện rồi. Nếu như Nhị gia xảy ra chuyện gì thì không may, thì ta phải làm sao đây? Thái thái đừng lo lắng, Nhị gia ở hiền gặp lành, nhất định sẽ không sao đâu. Nhưng mà thái thái không nghĩ rằng việc này thật là kỳ lạ sao? Kỳ lạ gì cơ chứ? Bây giờ ta rất hoảng loạn, ta không nghĩ ra được. Thái thái, người nghĩ mà xem đi. Nhị gia coi như là không có việc này thì xuống núi cùng cho chúng ta, rất rõ ràng là không biết được việc của lỗ thổ phỉ. Nếu mà không biết thì sao bỗng nhiên lại quay về để cứu cô nương Thái Điệp cơ chứ? Không sai. Sau khi Mai Hương kêu dừng xe ngựa thì Nhị gia bỗng nhiên nói có việc gấp phải đi. Chẳng lẽ có liên quan đến Mai Hương? Thái Vi vẫn còn lạnh à? Thái Vi, muội cố gắng thêm một lúc nữa, ta tin rằng là bọn họ sẽ tìm đến nhanh thôi. Quỳnh yên tâm, muội không sao đâu. Thái thái, giúp ta bắt con tiện nhân gây chuyện phiền toái này lại. Thái thái, cô khai cho rõ ràng, sau khi dọn mộ xong ở trên đường quay về, rốt cuộc là ngươi đã nói gì với Nhị gia? Mai Hương, Mai Hương không nói gì cả. Mai Hương chỉ là thấy không khỏe cho lắm. Cô còn dám nói dối? Sau khi Nhị gia gặp cô, bỗng nhiên lại chạy quay lại lên núi. Cô nói xem. Nói, rốt cuộc là cô đã nói những gì với Nhị gia? Nếu như cô không nói thành thật với ta thì ta sẽ lấy tội danh mưu hại gia chủ để xử lý cô. Sao muội lại nóng như vậy? Thái Phi, Càn Sơn, sao Quynh lại khóc vậy? Mẹ Quynh qua đời rồi, Quynh sẽ không còn được gặp mẹ nữa. Quynh đừng khóc nữa, muội cũng không có mẹ mà. Quynh còn biết được mẹ Quynh nhìn như thế nào. Nhưng muội vừa ra đời thì mẹ đã qua đời rồi. Đến cả hình dáng của mẹ như thế nào muội cũng không còn chưa từng nhìn thấy nữa. Muội đừng khóc nữa. Vậy thì hai chúng ta đừng có khóc nữa có được không? Được. Muội mời Quynh ăn kẹo này.
Thái Vi, muội sẽ không sao đâu. Chỉ cần có ta ở đây, chỉ cần ta ôm muội như thế này, muội nhất định sẽ không sao đâu. Mai Hương, trong lúc Mai Hương vái lại trước mộ của đại gia, đã nhìn thấy hai cái bóng đen chạy nhanh qua trước mắt. Lúc đó Mai Hương có cho rằng mắt bị loa. Sau đó ở trên đường về nhà, Mai Hương cảm thấy là ở trong người không được khỏe, người run lẩy bẩy. Bây giờ nghĩ lại, Hai người đó chắc chắn là thứ gì đó không sạch sẽ. Thái thái chị cũng biết mà, chỗ đó âm khí rất nặng. Nếu như gặp phải thứ gì đó không sạch sẽ, việc đó cũng là điều rất bình thường thôi mà. Sau đó lúc nhị gia quay về, Mai Hương chỉ là nói đúng theo sự thật. Không ngờ rằng sắc mặt của nhị gia lại thay đổi ghê gớm. Lúc đó em còn thấy rất lạ. Bây giờ nhớ lại chắc là nhị gia biết Thái Vi cô nương sẽ lén lút lên mộ của đại gia cúng lễ, cho nên ngày ấy sợ Thái Vi cô nương gặp điều gì không tốt mới quay trở lại. Ngày ấy muốn cứu cô nương Thái Vi. Đúng thật là như thế hả? Mỗi câu nói của Mai Hương đều là sự thật. Nếu có nửa lời nói dối thì trời tru đất diệt. Và kể cả là như vậy, dù là như thế cũng là lời nói vớ vẩn của cô đã hại cho nhị gia xảy ra chuyện. Bây giờ nhị gia sống chết chưa biết như thế nào, lòng người lo lắng, ta tạm thời bỏ qua cho cô. Chờ nhị gia bình an trở về, ta nhất định sẽ xử lý cô. Nếu như vì Mai Hương đã liên lụy nhị gia, Mai Hương cam nguyện chịu trừng phạt. Chúng ta đi. Mợ hai, thái thái, người thấy lời của mợ hai nó có đáng tin không? Cô ta còn dám thề độc như vậy, theo ta thì cô ta không lừa ta đâu. Hơn nữa việc này căn bản là cô ta không thể nào biết được, chỉ là trùng hợp mà thôi. Đã lâu như vậy rồi, vết năm ngón tay trên mặt vẫn còn chưa mất đi. Thái thái ra tay cũng thật là độc ác quá mà. Có cách gì nữa đây? Bà ta là vợ cả, ta là vợ hai. Nếu như bà ta còn đang đứng thì ta sẽ không dám ngồi. Nếu như cô ta đánh ta, ta chỉ biết chịu đựng mà thôi. Ta làm gì có nước mà phản kháng cơ chứ. Chờ nhị gia bình an trở về, mợ hai nhất định phải nói sự việc này cho nhị gia biết. Bởi vì thái thái đố kỵ còn dám hại người, đã phạm vào điều thất xuất thứ bảy. Nói không chừng thì nhị gia sẽ bỏ bà ta luôn. Tình cảm của nhị gia đối với mợ hai thì khác, nói không chừng sẽ đưa mợ hai lên thành vợ cả ấy chứ. Nha đầu ngốc à, sự việc làm gì được đơn giản như em nghĩ cơ chứ. Địa vị đại thái thái của bà ta, nếu như bị lung lay một cách dễ dàng như thế thì ta sẽ không cần phải hao tâm tốn sức đến như vậy. Hơn nữa, sự việc này tuy rằng là do tận mắt ta nhìn thấy, nhưng mà không có bằng chứng gì cả. Bất cứ lúc nào cũng sẽ bị bà ta cắn ngược trở lại cho. Giả lại, việc này đã xảy ra cũng không chắc là một việc xấu. Như thế thì vì sao chứ? Vừa nãy em nói đến tình cảm của nhị gia đối với ta. Bây giờ ta mới nói cho em biết, nhị gia nể tình ta đã hầu hạ ngài ấy từ nhỏ, cho nên ngài ấy mới tôn trọng ta. Nhị gia là một người có trách nhiệm. Chỉ cần là người của ngài ấy, không cần biết là Thái Thái, Thu Lâm hay là Quế Cầm, ngài ấy đều sẽ đối xử rất thật lòng. Cho nên kiếp này chúng ta chỉ cần an phận thủ thường. Cho nên ngày ấy nhất định sẽ đối tốt với chúng ta. Nếu nhắc đến tình cảm thì trong lòng nhị gia từ trước cho đến hết đời chỉ có một người, không ai có thể thay thế được. Bây giờ đã là mấy giờ rồi? Bây giờ đã là giờ Sửu rồi. Bây giờ vẫn chưa có tin tức gì của nhị gia sao? Vậy nếu như nhị gia và Thái Vi qua một đêm ở bên ngoài, vậy thì sẽ có kịch hay để xem rồi đó.
Nhưng nghe nói là lần này Nhị gia ở bên ngoài, ai ai cũng nói là Nhị gia đã ngã xuống vực thẳm, ngậm miệng. Nhị gia nhất định sẽ bình an quay trở về, nhất định sẽ bình an quay trở lại mà. Mẹ, lão gia, sao hả? Đã tìm ra được chưa? Tôi vừa đến nhà Bạch gia hỏi rồi, vẫn chưa có tin tức gì của Nhị gia và tiểu thư. Mẹ, mẹ ơi, phải làm sao đây? Thúy Bính à, đừng có khóc nữa. Được rồi, được rồi. Mười tỉnh rồi à? Đã đỡ hơn chưa? Mùi đã đỡ hơn nhiều rồi. Vừa nãy mơ thấy mùi đang đốt lửa. Ta cũng mơ thấy một giấc mơ, mơ thấy mình bị biến thành một đống lửa. Cái gì? Ta nói đùa thôi mà. Đã là lúc nào rồi mà huynh còn có thể nói đùa được? Mùi phục huynh rồi đó. Đây gọi là tìm lấy niềm vui trong nỗi khổ. Đã sáng rồi cơ à? Chúng... Không được, mùi phải đi ngay đây. Thái Vi, Thái Vi, Thái Vi, mùi, trong mùi kìa. Vậy không thì chàng đi trước đi. Chỉ cần là hai chúng ta đừng có ở cạnh nhau thì không sao rồi. Sao mà ta có thể yên tâm được? Là để một mình mùi ở đây cơ chứ. Vậy thì như thế này cũng không được, thế kia không xong. Thế thì phải nên làm sao đây? Có cái gì phải gấp gáp đâu. Ta cưới mùi là được thôi mà. Cái gì? Càng Sên, huynh đang nói cái gì vậy? Huynh đang nói đùa đấy à? Bây giờ hai chúng ta cô nam quả nữ ở cùng nhau một đêm, nếu như ta không cưới muội, danh tiết của muội sẽ vì thế mà bị tổn hại. Cả cuộc đời này của muội đều phải chịu những lời đồn đại, đi đến đâu cũng bị người khác chỉ trỏ. Sao ta lại có thể để cho muội phải gánh chịu những chuyện này đây? Việc này thì có làm sao chứ? Đằng nào thì muội đã thề là sẽ không gả cho ai cũng bị người khác đồn đại như thế rồi. Như thế thì làm sao có thể được gọi là giống nhau cơ chứ? Điều đó còn ghê gớm hơn cả việc gả cho huynh đấy. Càng Sên, làm sao muội có thể gả cho em trai của Càng Phong đây? Huynh nói là sau này muội làm gì còn mặt mũi mà gặp chàng ấy đây? Đại ca nhất định sẽ hiểu cho muội thôi. Hơn nữa ta tin rằng đại ca cũng hy vọng sẽ có một người chăm sóc thật tốt cho muội. Không được, muội sẽ không đồng ý lấy huynh đâu. Hơn nữa Càng Sên à, huynh cũng không cần phải thấy ái náy với muội đâu. Nói ra thì vẫn là muội đã làm liên lụy đến huynh, làm sao mà muội có thể gây thêm phiền phức cho huynh đây? Nếu như không phải là phiền phức, nếu như là điều mà ta luôn luôn mong đợi thì sao? Càng Sên, huynh đang nói cái gì? Thật ra ta nên sớm bày tỏ ra nỗi lòng mình với muội. Nhưng ta nhìn thấy muội và đại ca tốt với nhau như vậy, lúc muội và đại ca ở cạnh nhau vui vẻ hạnh phúc như thế, ta nghĩ rằng ta nên giấu kỹ tình yêu của ta đối với muội cả một đời ở trong tim, mãi mãi sẽ không nhắc đến nữa. Nhưng sự việc đến ngày hôm nay rồi, ta làm sao mà có thể để cho muội phải một mình gánh chịu tất cả những nỗi khổ này kia chứ? Cũng bởi vì thật sự là ta muốn chăm sóc muội, cứ coi là ta thay mặt đại ca để chăm sóc cho muội cũng được. Ta muốn làm cho muội thật hạnh phúc, muốn làm cho muội vui vẻ, không muốn nàng gặp phải một chút bất hạnh nào cả. Càng Sên, Càng Sên, muội xin lỗi. Từ trước đến nay muội đều không biết, nhưng tâm ý của huynh làm cho muội rất cảm động. Chỉ là trong lòng muội chỉ có một mình Càng Phong.